tục chương trình kỳ họp thứ 8, hôm nay Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về báo cáo của đoàn giám sát và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023. Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước, công tác ban hành và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh đó còn nhiều tồn tại bất cập, phát triển chưa bền vững, mất cân đối cung cầu, giá bất động sản còn cao so với thu nhập của đa số người dân, nhiều khu đô thị bỏ hoang. Quản lý chung cư mini còn nhiều bất cập, chưa có phương án xử lý, giải quyết hiệu quả các khu chung cư cũ, không bảo đảm điều kiện sống cho người dân. Nhiều dự án gặp vướng mắc, chậm được triển khai, các loại hình bất động sản mới gặp nhiều vướng mắc pháp lý, thiếu quy định rõ ràng. Đoàn giám sát kiến nghị giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan tổ chức có liên quan tiếp tục rà soát những tồn tại hạn chế của chính sách pháp luật trong quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội, từ đó hướng tới phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững. Theo Ủy ban Kinh tế, đây là chuyên đề giám sát khó, nội dung phạm vi giám sát rộng do thị trường bất động sản và nhà ở xã hội liên quan đến nhiều ngành lĩnh vực khác nhau, liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều bộ ngành địa phương. Trong thời kỳ giám sát đã có nhiều sự thay đổi về chính sách pháp luật. Nhiều đại biểu cho rằng việc giám sát của Quốc hội mặc dù đã chỉ ra nhiều tồn tại hạn chế và vướng mắc lớn trong quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội, tuy nhiên cần phải rà soát, hoàn thiện các giải pháp kiến nghị theo hướng cụ thể hơn, có mốc thời gian thực hiện rõ ràng. Các đại biểu cũng lo lắng trước các hiện tượng thổi giá, tạo sóng, gây nhiễu loạn thông tin thị trường, giá bất động sản tại một số thành phố lớn tăng cao trong thời gian qua. Đề nghị Chính phủ tiếp tục có những chính sách ưu đãi đủ sức hấp dẫn để khuyến khích các doanh nghiệp phát triển phân khúc nhà ở thương mại phù hợp với túi tiền của phần đông người lao động. Đồng thời kiến nghị Chính phủ quyết liệt chỉ đạo để tháo gỡ những vướng mắc của các dự án nhà ở hiện nay, nghiên cứu triển khai các biện pháp mạnh để kiểm soát tình trạng đầu cơ nhà đất thời gian qua.